hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 2019. Ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú, đây là mặt hoa của chậu Hoàng Phi Hạt. Và hàng Phi Hạt đây là hàng rừng nha cô chú, đã được bên con trồng thuần rồi. Cây phát triển rất là tốt. Thì hiện tại thì bên cửa hàng bên con đang bán với giá là 250 một chậu. Và cô chú nào mình mua được hai chậu sẽ được bên con giảm giá xuống là còn 470.000 cho hai chậu nha cô chú, được giảm 30.000. Hoàng Phi Hạt rừng, mặt hoa của nó là rất là thơm cô chú. Và cây bên con thì khoảng 1-2 tháng nữa thì cây nó sẽ bắt đầu cho hoa nha cô chú, tại vì đã đứng ngọn hết rồi. Mắt đang sưng. Sắp hoa, chuẩn bị hoa nha cô chú. Hoàng Phi Hạt rừng. Đồng giá 250 một chậu. Và đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Hoa rất là đẹp và nó có hương thơm nha cô chú. Hoa Hoàng Phi Hạt rừng mã số 1 nha cô chú. Thân rất là mập luôn á. Nè, đây là hàng thuần cô chú, nhìn rễ đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt. Và mắt nó đang chuẩn bị lên mầm nè cô chú. Đây. Cái thân này ở ngoài mình nhìn là nó hết hồn nha cô chú. Nói chung là thân rất là mập luôn á. Đó. Thân này thì nó đang chuẩn bị sắp 1 tháng là sẽ bắt đầu cho hoa rồi. Tại vì cây này đã bắt đầu đứng ngọn. Rất là mập nha cô chú. Và giá của nó là 250.000, giá rất là mềm và cây rất là đẹp. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng nha cô chú, hoa rất là thơm á. Và kích thước cây nó dài tầm khoảng 35 cm. Giá của giò mã số 1 là 250.000. Rất là mập nha cô chú, cái bề ngang của nó khoảng 3 cm á, 3 cm nó gấp đôi con cái con á. Đây. Gấp đôi con cái luôn nha cô chú, thân rất là mập, ở ngoài nhìn mập hết hồn luôn. Mã số 1 giá là 250.000, cô chú mua một cặp sẽ được giảm giá 30.000 nha cô chú, còn 170.000 cho một cặp. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 2 nha cô chú, đang lên mầm rất là khỏe nè. Giờ này thì nó có ba thân bự nè. Đây. Thân rất là mập, chú uống nù luôn á. Và cái giờ này thì trên thân đang có kỳ nè cô chú, đã ra rễ rồi nè. Đó. Và giá của chậu này cũng là 250.000 luôn. Cây rất là mập, rất là mướt cô chú. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng. Và cái này thì khoảng 1-2 tháng sẽ bắt đầu cho hoa nha cô chú. Chuẩn bị hoa hết rồi. Đó. Có thể là nó cho hoa ngay mùa xuân luôn á. Và kích thước cây của nó đang nằm ở khoảng 35 cm nha cô chú. Kích thước cây nằm khoảng 35 cm. Và giá của nó là 250.000, mã số là mã số 2. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng nha cô chú. Do trồng bằng giỏ thông nên cái này nó hơi nặng một tí. Đó. Mã số 2, giá là 250.000. Thân lá rất là đẹp nha cô chú, Hoàng Phi Hạt rừng. Tiếp tục đây là mã số tiếp theo. Mã số của nó là mã số 3 nha cô chú, Hoàng Phi Hạt rừng. Nè, cái thân nó khoảng 3 cm nè cô chú, rất là to, rất là mập. Và thân này nó dài tầm khoảng 42-43 cm. Đó. Giờ này thì cây đã đứng ngọn rồi và chuẩn bị là cho hoa nha cô chú. Giá của nó là 250.000 luôn. Ở ngoài mình nhìn thân rất là mập nha cô chú. Nó gấp đôi con cái không à, rất là mập, nhìn rất là đã luôn á. Cái này về mình chơi thân lá thì cũng thấy đẹp nữa cô chú. Giá là 250.000. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng, mã số là mã số 3. Và mắt ngủ của nó đều đã bắt đầu đang chuẩn bị lên mầm hết nha cô chú. Mắt ngủ rất là sáng. Mã số 3, giá là 250.000. Hoàng Phi Hạt rừng. Đây cô chú nhìn mấy cái mắt nó sưng lên nè. Và chậu này là mã số 4 nha cô chú. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng, mã số 4, hàng thuần nha cô chú, tất cả đều là hàng thuần. Và kích thước cây của cái chậu này nó dài được khoảng 30 cm. Có rất là nhiều thân nha chú, thân ngồi ú luôn á. Và giá của chậu Hoàng Phi Hạt rừng, mã số 4 là 250.000. 250.000 cho nhà mã số 4 nha cô chú, giá rất là mềm, cây rất là đẹp. Mã số tiếp theo đó là mã số 5. Và giá cũng là 250.000 nha cô chú, mã số 5, đồng giá. Nói chung là con đã lựa một số cây đẹp để con quay trước cho cô chú mình dễ mình tham khảo. Và kích thước cây nó dài tầm khoảng 40 cm nè cô chú. Thân bự nhất thì khoảng 45 gần 50. Đây. Ở gốc nè, đây là hàng thuần nha cô chú. Mắt ngủ đã bắt đầu đang rất là sáng nè. Nó chuẩn bị lên mầm và rễ phúng ra rất là tốt. Giá của chậu này là 250.000 đồng giá và mã số của nó là mã số 5 nha cô chú. Mã số 5 giá là 250, Hoàng Phi Hạt rừng. Mã số tiếp theo là mã 6. Cây đang lên mầm rất là khỏe nha cô chú. 1 2 3 4 thân lớn nhỏ. Thân của nụ luôn nè. Đây. Và giá của chậu này cũng là 250.000 luôn. Mã số của nó là mã số 6. Cây rất là khỏe nha cô chú. Và cọng dài nhất đang nằm ở khoảng gần 40 cm. Và mấy cái thân nhỏ thì được khoảng 30. Giá của nó là 250.000. Mã số là mã số 6. Ở ngoài thôi mình nhìn nó cũng rất là ghiền nha cô chú. Đã quay lên thân nó hơi nhỏ nó, chứ ngoài thân rất là to. 250.000 cho giò mã số 6. Đây là Hoàng Phi Hạt rừng trồng thuần nha cô chú, Hoàng Phi Hạt rừng trồng thuần. Giá là 250.000, mã số là mã số 6. Đây là mã số tiếp theo nha cô chú, đang lên mầm rất là nhiều nè. Và giá của nó cũng là 250.000.
Mã số này là mã số 7 nha cô chú, 250.000. Hoàng phạt rừng mã số 7. Nói chung là con đã lựa cái nào nhiều thân, thân đẹp cho con quay trước các cô chú mình dễ sưu tầm. Và đa số này thì nó ngang ngửa nhau nha cô chú. Thân thân lá đều ngang ngửa nhau và nó dài tầm khoảng 40 cm. Giá của nó là 250. Cây này chuẩn bị hoa nha chú, một tháng sẽ bắt đầu cho hoa. Đây là hoàng phạt rừng, giá là 250.000. Mã số là mã số 7, 250 nha cô chú. Tiếp tục đây là mã số 8. Rất là nhiều thân nha cô chú. Mã số 8, cây rất là khỏe. Giá của nó là 250.000. Kích thước cây thì như đã có nói trong clip rồi, nó dài được khoảng 30-40 cm nha cô chú. Mầm con đang lên rất là khỏe. Đây là hàng thuần nên rễ trong đầu phúng rất là tốt. Giá của nó là 250.000. Và mã số là mã số 8 của chú, hoàng phi hạt của rừng. Và giá là 250.000 cho mã số 8. Bụi rất là nhiều thân nha cô chú, cây khỏe đẹp. Mã số 8, 250. Tiếp tục mã số tiếp theo là mã số 9 nha cô chú. Và giá của nó cũng là 250.000 luôn. Bụi đang có mầm nè, và cây nói chung là phát triển rất là tốt. Giá là 250 của chú. Đây là hoàng phi hạt rừng. Mã số của nó là mã số 9, 250.000. Thân rất là mập nha cô chú. Và thân này nó đang dài tầm khoảng 40 cm. Giá là 250. Đây là hoàng phi hạt của rừng nha cô chú, 250.000. Cây rất là khỏe của chú, thân rất là mập. 250.000 mã số là mã số 9. Tiếp theo là mã số 10 nha cô chú, và nó cũng có giá là 250 luôn. Cộng dài nhất của nó đang nằm một khoảng gần 50 cm, và mấy thân ngắn ngắn thì từ khoảng 30-35. Đó. Đây là hoàng phạt rừng, đã ra rễ xuống rễ rất là tốt, hàng thuần nha cô chú. Giá là 250.000, giá rất là mềm mà để được một cái giò lan đẹp như vậy. 250.000 một giò, và đây là mã số 10. Cô chú mình mua được một cặp sẽ được bên con giảm giá xuống nha cô chú, là còn 470.000 cho một cặp. Cô chú sẽ được giảm 30.000. Mã số tiếp theo là mã số 10, giá là 250.000. Tiếp tục là mã số 11, 250.000 luôn cô chú. Và nó dài được tầm khoảng 40 cm nè, thân ngắn ngắn thì được khoảng 20-25. 250.000, hoàng phi hạt rừng. Mã số của nó là mã số 11 nha cô chú, 250 cho mã số 11. Mã số tiếp theo đó là giò hoàng phi hạt rừng mã số 12. Nói chung mấy thằng này mình đều đều nhau mà con có rất là nhiều, nên cô chú mình không thích lựa mã số á, thì nói con sẽ lựa cái thằng đẹp cho mình. Mã số 12 giá cũng là 250.000 nha cô chú, mã 12. Kích thước cây như đã có nói trong bếp rồi, là nó dài từ khoảng 30-45 cm trở lên. 250.000, đây là giò mã số 12. Mã số 13 nha cô chú, và hoa của nó là cực kỳ thơm. Đây, nó cho một cái hoa nè. Rất là thơm nha cô chú, đây là hoàng phi hạt rừng. Và giá của nó là 250.000 đồng giá. Đang lên mầm rất là khỏe, đã xuống rễ rồi. Và thân này thì nó đang dài được khoảng cỡ 30-35 cm. Giá của nó là 250.000. Đây là hoàng phi hạt rừng nha cô chú. Mã số là mã số 13. Và mã số tiếp tục là mã số 14. Cũng có giá là 250 luôn cô chú. Đó. Mình mua một cặp sẽ được giảm giá nha cô chú. Một cặp sẽ xuống còn 470.000 cho một cặp. Mã số là mã số 14. 250.000 mã số 14. Và đây là mã số cuối cùng nha cô chú, mã số 15. Con có rất là nhiều nhưng mà con chỉ quay sơ, quay mẫu một số chậu thôi. Tại vì mấy cái thân nó ngang ngửa nhau nha cô chú. Và mã số của nó là mã số 15. Giá cũng là 250.000 luôn. Thân dài được khoảng tầm 50 cm cô chú. Thân rất là mập, vì nghe nó khoảng 3 cm luôn á. Và giá của nó là 250.000. Đây là mã số cuối cùng nha cô chú. Đây là mã số cuối cùng, mã số 15, 250.000. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng Hoa Lan nằm ở phường 4, tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Hiện tại thì cây bên con có rất là nhiều nên cô chú mình cứ lựa thoải mái, con sẽ lựa cây đẹp cho các cô chú. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú.